Với tinh thần tương thân tương ái, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đã vận động cán bộ, đảng viên và người hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những lao động, sinh viên khó khăn không thể về quê do thực hiện giãn cách xã hội. Sự quan tâm sẽ chia kịp thời là động lực để họ vượt qua khó khăn trước mắt cùng địa phương chung tay phòng chống dịch qua khảo sát trên địa bàn phường Hòa Thọ Đông hiện có hơn 100 trường hợp là người lao động các tỉnh khác đang ở tạm tại các láng trại công trình xây dựng và sinh viên ở trọ có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê hương do thực hiện giãn cách xã hội. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những phần quà gồm gạo, mì tôm, trứng, gia vị tuy không lớn nhưng rất có ý nghĩa đối với những hoàn cảnh khó khăn trong lúc này. Còn em làm công trình đây mà bị mắc kẹt dịch Covid nên về không được nên cũng được sự quan tâm của chính quyền địa phương ở đây bọn em cũng có ít để cho cho em ít lương thực thực phẩm để bọn em nhờ trong trẻ qua cuộc cơn dịch này sinh viên Izakila quê Đắk Lắk cũng là một trong số rất nhiều bạn trẻ các tỉnh đang tạm trú ở quận Cẩm Lệ để theo học tại Đà Nẵng. Món quà của địa phương những lúc như thế này chính là niềm động viên lớn để em tiếp tục vượt qua khó khăn, yên tâm ở lại thành phố biển, chờ ngày đi học trở lại. Thấy vui vì ở ngoài không mua được đồ gì nhiều, được nhận gạo rồi vì tôm thì ăn đỡ qua ngày cũng được. Thấy cảm ơn địa phương nhiều trong đại dịch sự quan tâm sẽ chia kịp thời là minh chứng của truyền thống nhân ái tình nghĩa đồng bào thiên liên tiếp thêm niềm tin động lực đối với hoàn cảnh khó khăn để chiến thắng đại dịch